Người đàn ông này dùng tay vẽ lên tường, tính toán từng ngóc ngách đường đi trong nhà tù. Qua quan sát, anh đã phát hiện ra rằng trong nhà tù này đến phòng giam cũng vô cùng kiên cố, hơn nữa lại được bảo vệ nghiêm ngặt. Khoai hơn cả là gần trạm cứu hỏa, nhà tù này chỉ cần xảy ra một chút bạo động thì ngay cả đội cứu hỏa cũng sẽ ra tay trợ giúp. Vậy thì rốt cuộc làm thế nào mới có thể vượt ngục được đây? Dây nhận ra rất nhiều sơ hở của nhà tù, quản lý thì lỏng lẻo, lính canh lại ít, Dây chủ động gây chuyện với người khác để được đưa vào phòng biệt giam. Dây nhanh mắt đã quan sát được rằng nhà tù này tương đối khan hiếm nhân lực, quy định rõ ràng phải có hai cai ngục áp giải tù nhân, nhưng họ chỉ có một người, hơn nữa tên cai ngục này còn có thói quen hút thuốc. Mặc dù không nhìn thấy, Dây vẫn có thể nghe ra mật mã gồm 4 chữ số. Phòng giam rất kiên cố, xung quanh toàn là bê tông cốt thép, chiều cao 5m và chỉ có mỗi cái cửa sổ trên mái. Sau 3 ngày quan sát cùng lên kế hoạch, đã đến lúc hành động. Đầu tiên vo tròn giấy vệ sinh thành viên, tiếp đến nhúng vào nước, rồi đợi cho nó khô, đổ một chút dầu gội đầu lên, dùng lực nén chúng thành một khối, nhét vô cuộn giấy, giấu sau bồn cầu. Đúng lúc tới giờ cơm, vỏ hộp sữa chính là thứ anh cần lúc này. Dây cẩn thận tách lấy tấm nhựa mỏng trong hộp, tận dụng lúc ra vào buồng giam, anh đã nhanh tay dán nó lên ổ khóa điện tử. Đợi sau khi cai ngục ấn mật mã xong, Dây đã lấy tấm nhựa đó ra một cách thần không biết quỷ không hay, thế là đã biết được mật mã mở cửa. Chuyện đâu vào đấy, kế hoạch vượt ngục chính thức được bắt đầu. Dây hỏi người cai ngục bây giờ là mấy giờ, anh ta hồn nhiên trả lời bây giờ là 4:55. Chỉ thấy Dây bắt đầu lẩm bẩm tính toán, dự tính thời gian 5 phút sau người cai ngục sẽ được đổi ca. Đúng 5 giờ, một chiếc xe hơi dừng lại ngay trong bãi đỗ xe bên ngoài cửa nhà tù. Một cô gái bước xuống, sau khi xuống xe chưa được bao lâu, chiếc xe hơi đã trực tiếp phát nổ. Vụ nổ này đã thu hút được sự chú ý của các cai ngục. Dây đẩy cửa sổ, hóa ra anh ta nhân lúc cai ngục không chú ý đến, nhét cục giấy vào ổ khóa, lúc sau chỉ cần đẩy nhẹ là ra. Anh nhanh chóng với tay ấn mật mã để mở cửa, thế là anh dễ dàng thoát khỏi phòng biệt giam. Dây còn chỉnh thời gian camera giám sát về mấy phút trước đó, sau đó chui vào ống thông gió để sang căn cứ lính cứu hỏa. Đúng lúc chiếc xe phát nổ, Dây nhanh chóng mặc đồng phục của lính cứu hỏa lên, trốn xuống dưới gầm xe, thuận lợi đến được hiện trường vụ nổ xe hơi. Lúc này cai ngục mới phát hiện ra Dây đã bốc hơi khỏi phòng giam. Trong lúc các nhân viên cứu hỏa đang vất vả dập lửa, Dây đã nhanh chóng chạy lên xe của đồng nghiệp. Cứ như vậy, Dây đã vượt ngục thành công mà không một ai hay biết. Tại sao Dây lợi hại như vậy ư? Đơn giản vì anh là trùm vượt ngục, để làm thử nghiệm cho cục nhà tù liên bang. Công việc của anh chính là cải trang thành tù nhân trà trộn vào trong nhà giam, sau đó từ trong ngục trốn thoát ra ngoài. Lần thử nghiệm này nhằm kiểm tra an ninh của nhà tù, anh đã thành công với 15 nhà tù xịn nhất và chưa một lần thất bại. Vài ngày sau, nhân viên bên CIA đã tìm đến tận cửa, cô ấy đến để mời Dây đi trải nghiệm một nhà tù vô cùng siêu cấp thần bí. Nhà tù này đang giam giữ những tù nhân xấu xa hung bạo nhất trên thế giới, nhưng lại không thể giết chết mà chỉ có thể giam lỏng bọn họ. Vì vậy bọn họ phải đảm bảo an ninh của nhà tù này là tuyệt đối 100%, nhưng vị trí của nhà tù này là một việc cơ mật không thể tiết lộ. Dây thực ra không muốn đi cho lắm, nhưng lão xếp già của anh nghe thấy có thể nhận được thù lao gấp đôi, $5 triệu, thì lập tức đồng ý không chút do dự. Dây lại tiếp tục nhận được một thân phận mới và mã sơ tán mới của mình. Trên đường lớn, Dây bất ngờ bị một nhóm người lao đến tấn công, anh bị trích điện làm cho bất tỉnh nhân sự, sau đó chúng rút bộ định vị trên người anh ra. Đợi đến khi Dây tỉnh lại, anh đã bị nhốt vào trong một nhà giam, nơi đã được các kiến trúc sư dày công thiết kế với kinh phí $1 tỷ. Mỗi một tù nhân đều có một căn phòng nhỏ trong suốt cho riêng mình, tường được làm bằng kính cường lực, nhất cử nhất động của mỗi một phạm nhân trong phòng giam đều không thoát khỏi chiếc camera 360 độ không góc chết này. Ở đây mỗi một người cai ngục đều phải đeo mặt nạ, hơn nữa họ sẽ thay đổi ca theo thời gian không cố định, khiến cho không thể nắm bắt được quy luật vận hành. Dây ngó nhìn xung quanh, liền ý thức được rằng lần này anh gặp phải một ca khó nhằn rồi đây, nơi này căn bản là không thể nào trốn thoát ra được. Lần này Dây thật sự muốn bỏ đi rồi. Anh tìm đến quản ngục, nói ra mật mã từ bỏ thử thách đã quy định trước, nhưng mặt quản giáo kiểu, cái quần què gì đang diễn ra vậy, tùy tiện nói một dãy số mà muốn được thả ra, nằm mơ giữa ban ngày à. Lúc này Dây nhận ra, mình đã ăn cú lừa siêu to khổng lồ, xem ra lần này khoai lắm đây. Vào thời gian hoạt động tập thể, một nhóm giang hồ thấy Dây mới đến liền tìm đến gây sự. Dây nhanh chóng bón hành cho tên cầm đầu, đám đàn em định lao vào hội đồng anh, nhưng đã bị một ông trùm khét tiếng ngăn lại. Ông chính là Victor, danh tiếng lừng lẫy trong giới giang hồ, ngay cả khi bị tống vô tù, uy quyền của ông vẫn không hề giảm sút. Hai người họ nói chuyện và nhanh chóng trở thành anh em tốt. Dây muốn đến phòng biệt giam vui chơi, Victor liền nói không thành vấn đề, ngay sau đó đã giáng cho Dây một trường. Hai người liền táng nhau ngay và luôn. Cai ngục vội vàng chạy đến, dùng dùi cui điện khống chế hai người, rồi được tống ngay vào ngục biệt giam. Phòng giam được làm bằng hợp kim rất kiên cố, khiến người ta bất lực nhất chính là chiếc đèn sân khấu hoạt động liên tục. Trong thời gian dài, nhẹ cơ thể sẽ bị mất nước, còn nặng thì sẽ bị mù. Dây bị nhốt trong phòng giam không ngừng mò mẫm, cuối cùng cũng đã phát hiện ra lỗ hổng trong căn phòng giam giữ này, có những chiếc ốc vít trên sàn, cuối cùng cũng đã vượt qua 12 tiếng đồng hồ khó khăn nhất này. Sau khi ra ngoài, Dây liền đến gặp Victor. Victor hỏi anh đã phát hiện ra điều gì hay chưa.
dây không hề trả lời mà yêu cầu một mảnh kim loại, đường kính khoảng 8cm, hình tròn và trơn nhẵn. Victor tỏ ra có chút khó xử, nhưng khi biết đó là thứ quan trọng để vượt ngục, ông liền đồng ý không chút lưỡng lự. Chốt đơn xong, Victor liền không thể ngồi yên được nữa. Victor đi đến gặp quản ngục, giả vờ như đang muốn nói cho ông ta một bí mật, nói sẽ vẽ cho anh ta một bức bản đồ vị trí kho báu, nhưng toàn vẽ hươu vẽ vượn. Quản ngục giận tím mặt, sai người tra tấn Victor bằng nước, cho anh ta biết thế nào là chọc vào ổ kiến lừa. Victor suýt nữa thì bị sặc nước mà chết, may hắn biết điểm dừng. Nhân cơ hội đó, Victor nhanh tay lụm miệng cống. Hôm sau Victor đã giao miếng kim loại cho dây. Dây nói với Victor rằng, nhà tù này, nếu đoán không nhầm thì nó được thiết kế theo cấu trúc thẳng đứng. Rất có khả năng bọn họ đang ở trong lòng đất, bởi vì ở đây không khí vô cùng ẩm ướt. Phòng giam giữ của bọn họ nên dùng đinh tán bằng nhôm để chống rỉ, nhưng bọn họ lại sử dụng đinh thép, chắc chắn đinh đã bị rỉ sét. Dây nói nếu dùng miếng kim loại này, tập trung ánh sáng vào chiếc đinh thép bị nung nóng sẽ nở ra 0,03cm, từ đó có thể mở được tấm thép dưới sàn nhà của phòng giam giữ này. Chúng ta liền có thể tìm được đường ra khỏi ngục giam này. Dây lại bắt đầu triển khai kế hoạch của mình. Anh và Victor lại cố ý gây náo loạn. Không ngoài dự tính, hai người họ lại bị nhốt vào căn phòng giam giữ. Phòng giam bên này, Victor đã giả vờ thành một kẻ điên mất trí để thu hút được sự chú ý của đám cai ngục. Bên này Jay cũng không được rảnh rỗi chút nào, chỉ thấy anh nằm bò trên sàn nhà dùng miếng kim loại để hội tụ ánh sáng, áp dụng nguyên lý giãn nở và co lại vì nhiệt độ. Anh đã thành công gia nhiệt và rút 4 chiếc đinh thép. Anh nhai bánh mì, dùng nó để bịt camera, rồi anh mở tấm lót sàn, leo xuống tầng dưới của nhà giam. Jay men theo đường ống nước, bò thẳng lên trên. Sau khi Jay bò lên được nóc nhà, anh liền đẩy cái nắp chặn ra, nhưng khi nhìn thấy cảnh vật xung quanh, Jay ngỡ ngàng và bật ngửa. Hóa ra họ bị nhốt trên một con tàu lớn nằm giữa biển mênh mông. Thế này chỉ có trốn bằng niềm tin thôi. Hơn nữa, phía trên boong tàu có rất nhiều người đi tuần tra. Jay thấy không còn cách nào khác, anh chỉ đành quay trở lại phòng giam. Hôm sau, Jay nói toàn bộ những gì đã thấy cho Victor biết. Xem ra nếu muốn thoát khỏi đây, thì bắt buộc phải có người tiếp ứng từ bên ngoài. Chứ chỉ dựa vào hai người họ thì chắc chắn không thoát được. Mà mấu chốt quan trọng nhất là phải làm rõ, bây giờ họ đang ở vùng biển nào trên trái đất này. Nhưng xét về phương diện này, Jay cũng khá tài. Hai người họ dùng một cái kính, làm một thiết bị định hướng trên biển đơn giản. Chỉ cần dựa theo góc của mặt biển và sao Bắc Cực là có thể tính được vĩ độ mà họ đang đứng, đồng thời cũng biết được vị trí của họ luôn. Như thế thì người bên ngoài mới có thể biết được vị trí để mà tiếp ứng. Nhưng muốn nhìn sao từ trong nhà ngục này là điều không hề đơn giản. Họ cần tên đầu chọc giúp, bảo anh ta đi thương lượng với quản ngục, để mình có cơ hội lên boong tàu ngắm sao. Sau đó, lén lút dùng thiết bị định vị hướng về phía vì sao. Thông qua tinh tượng, cùng khí hậu ôn hòa, Jay phán đoán rằng, thuyền của bọn họ có lẽ đang ở vùng cận nhiệt đới. Dòng nước thì đang xoay ngược chiều kim đồng hồ. Có lẽ giờ họ đang ở phía trên đường xích đạo ở Bắc Bán Cầu. Người mới tới đây hôm qua từng nói, hôm nay là ngày 20 tháng 11, tháng 11 mà thời tiết vẫn ấm áp, vậy thì có lẽ họ đang ở khoảng 30 vĩ độ Bắc. Sau khi suy nghĩ một hồi, Jay khẳng định họ đang ở vùng biển Mazốc. Victor nghe vậy thì sướng rên người, lập tức nhận phần gọi trợ thủ. Vấn đề duy nhất là, làm sao chuyển lời cho người tiếp ứng. Thế là họ đi dụ dỗ bác sĩ tốt bụng, nhờ ông ấy chuyển lời giúp, thời gian và địa điểm chính xác cuộc vượt ngục. Cuối cùng ngày này cũng đến, chiến dịch đào tẩu chính thức bắt đầu. Đầu tiên cố tình gây gổ đánh nhau, đợi khi cai ngục chạy đến, tất cả liền lao vào oánh cai ngục, tạo nên một cục diện hỗn loạn. Nhân cơ hội đó ba người đánh bài chuồn, họ chạy vào đường ống. Jay phát hiện ra camera giám sát, nhưng anh không thèm trốn mà tháo luôn camera ra, bởi vì mấy camera này đều kết nối với nhau, chỉ cần phá một cái là đi cả cụm. Không quên cười đều trêu tức quản ngục, nhưng kế hoạch lại không ứng phó nổi biến hóa, lối ra đã bị chặn đứng lại rồi. Sau khi Jay xử hết đám cảnh sát thì đầu chọc chạy theo sau, đã bị ăn một phát đạn. Victor kiên quyết muốn đưa đầu chọc theo, đầu chọc cảm động rớt nước mắt, nhưng anh biết mình không sống được bao lâu nữa, nên quyết định ở lại để kéo dài thời gian cho Victor. Jay đi tới phòng giám sát để mở cửa cho Victor. Đi được nửa đường thì lao vào đánh nhau với giám ngục. Tên giám ngục này cũng ra gì phết. Hai người đánh nhau không phân thắng bại. Cuối cùng Jay nhặt cây gậy sắt lên, đẩy tên giám ngục xuống cầu thang. Lúc này cuộc giằng co mới kết thúc. Jay phi vào phòng điều khiển, đấm một cái bay màu luôn tên cản đường. Mở cửa tàu ra, phi công trên chiếc trực thăng cũng bắt đầu tấn công con tàu. Victor xông ra đầu tiên. Cuối cùng anh cũng lấy được vũ khí trên chiếc trực thăng. Victor nã súng liên tục, xử đẹp một đám giám ngục đang đuổi theo. Lúc này Jay bị giám ngục trưởng dồn vào trong phòng cơ khí, không có đường lui. Nhưng so về IQ thì các chú vẫn chỉ đáng tuổi mũi thôi. Jay núp trong khoang thoát nước, sau khi có điện thì khoang thoát nước sẽ thoát nước theo giờ, và thế là Jay và nước thải cùng nhau thoát ra biển lớn. Victor thấy Jay đã thoát ra, liền quăng thang dây thừng xuống. Jay bắt đầu leo lên trên. Giám ngục trưởng thấy vậy liền rút súng ra bắn, viên đạn bay sượt qua vai của Jay, hai bên bắn nhau, vai của Victor cũng bị trúng đạn, cái thang dây cũng bị bắn đứt mất một đoạn. Đúng vào lúc này thì súng của giám ngục trưởng hết đạn, Jay nổ súng bắn về phía thùng xăng, phát súng cuối cùng tạo ra vụ nổ lớn, thế là giám ngục trưởng và phòng giám sát đều bị nổ tan tác. Vậy là nhà ngục có giá trị
10 tỷ đô la Mỹ đã bị hai người phá hủy mất rồi. Trực thăng cất cánh rời đi, hai người vào bờ an toàn. Đúng vào lúc này, xe chi viện cũng tới rồi. Người bước xuống từ trong chiếc xe lại chính là cô nhóc CIA hồi nọ. Hóa ra cô gái này chính là con gái của Victor. Cô đã lên kế hoạch tất cả, cố tình đưa Jay vào trong ngục chính là vì để giúp bố cô vượt ngục. Mặc dù Jay cảm thấy có chút không vui, nhưng vẫn lựa chọn tha thứ cho người anh em cùng nhau vào sinh ra tử. Jay đồng thời cũng tra ra ông sếp đã bán đứng anh, hắn ta đã cấu kết với giám ngục trưởng để nhốt Jay mãi mãi trong nhà ngục kia. Với loại người như hắn, bị quăng ra biển Thái Bình Dương là quá nhẹ nhàng rồi. Bộ phim tới đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành với mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh.